Xin chào anh chị và các bạn Chào mừng anh chị và các bạn đến với chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z tại AZFIN Việt Nam Trong chuỗi này AZFIN Việt Nam sẽ mang đến những cái kiến thức nền tảng nhất về đầu tư giá trị Nhằm giúp anh chị có thêm kênh tham khảo để có thể nâng cao kiến thức về đầu tư Nhằm hướng đến xây dựng một cái dòng tiền thu nhập thụ động cao và bền vững trong tương lai Thì ở trong phần 11 này thì chúng tôi muốn mang đến cho quý vị và các bạn tham khảo 5 cổ phiếu tích sản 10 năm vẫn tuyệt vời thì hôm nay là ngày 12 21 tháng 11 năm 2023. Và chúng ta sẽ cùng vào nội dung như sau. Cổ phiếu nào có đặc điểm gì thì tích sản càng dài hạn càng hấp dẫn. Thì à, đầu tiên đó là cái tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tích sản tại EZfin Việt Nam, chúng tôi viết tắt là MMA. Thì yếu tố thứ nhất là quản trị công ty phải tốt. Thì chỉ có những cái doanh nghiệp có quản trị công ty tốt thì mới có thể giúp công ty đó tăng trưởng và phát triển một cách bền vững, dài hạn, hướng đến trường tồn lâu dài. Thì khi đó chúng ta đầu tư vào những cổ phiếu mới có thể an tâm tận hưởng các cái thành quả mà doanh nghiệp mang lại. Chữ M thứ hai đó chính là margin of safety, tức là định giá của cổ phiếu phải hấp dẫn. Thì với một cái cổ phiếu tốt đến mấy nhưng mà định giá không hấp dẫn thì cũng không thể mang lại cho chúng ta những cái kết quả cao trong dài hạn, trong tích sản được. Bởi vậy cho nên yếu tố định giá hấp dẫn là một yếu tố vô cùng quan trọng để giúp cho chúng ta lựa chọn các cổ phiếu tích sản. Và yếu tố thứ ba đó là yếu tố lợi thế cạnh tranh phải mạnh. Thì chỉ có những cái doanh nghiệp kết hợp được quản trị công ty tốt và cạnh tranh mạnh thì từ đó mới có thể duy trì được vị thế cũng như gia tăng được thị phần của mình trong tương lai. Từ đó mang lại cái kết quả kinh doanh tăng trưởng liên tục hoặc là duy trì bền vững để giúp cho cổ đông có những nguồn thu nhập cao trong dài hạn thì đó chính là những cái tiêu chí chung lựa chọn cổ phiếu trong tích sản cổ phiếu tại AZFin Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng uh, kết hợp với những cái tiêu chí này và thêm một số các cái tiêu chí cụ thể hơn. Bên cạnh đó thì ở cái danh mục này, ở cái năm cổ phiếu này, chúng tôi muốn nói đến gọi là tích sản một cách rất dài hạn. Thì do đó yếu tố định giá chỉ mang tính chất thời điểm thì nó phù hợp đối với các nhà đầu tư tích sản ở trong cộng đồng tích sản ngay thời điểm hiện tại chẳng hạn thì họ biết rằng giá cổ phiếu có hấp dẫn để tiếp tục tích sản hay không. Còn việc lựa chọn cổ phiếu cho 10 năm tới thì chúng ta không thể xác định được định giá của cổ phiếu trong những cái khoảng thời gian 10 năm tới có hấp dẫn không. Do đó chúng tôi tạm bỏ qua cái yếu tố định giá hấp dẫn mà đưa ra thêm những cái yếu tố để làm rõ hơn về cái Việc lựa chọn cổ phiếu càng dài hạn càng hấp dẫn Thì đó chính là thứ nhất lợi thế cạnh tranh đặc biệt mạnh và phải bền vững cơ Lợi thế cạnh tranh thì nhiều doanh nghiệp cũng có Nhưng mà lợi thế cạnh tranh có thể là xuất phát từ những cái yếu tố gọi là à, không bền vững chẳng hạn Thì suy ra nó sẽ bị mất theo thời gian Thì đầu tiên cái doanh nghiệp, cái cổ phiếu cần phải đáp ứng Đó là lợi thế cạnh tranh mạnh, bền vững Thì mới có thể duy trì được 5 năm, 10 năm, thậm chí dài hơn yếu tố thứ hai là quản trị công ty xuất sắc thì cũng giống như cái tiêu chí management ở bên công thức MMA đó là cần phải có một cái công ty xây dựng được một bộ máy quản trị tốt văn hóa doanh nghiệp tốt rồi là các cái thành viên lãnh đạo cũng tốt và họ cũng đào tạo được những cái thế hệ kế cận nối tiếp họ để doanh nghiệp có thể tiến lên không ngừng chứ không phải là cứ có lãnh đạo ngôi sao là tốt trong trường hợp này và yếu tố thứ ba để lựa chọn được trong năm cổ phiếu, tích sản càng dài hạn càng hấp dẫn, đó là kết quả kinh doanh đưa ra trong tương lai phải có sự tăng trưởng tốt với cổ tức tiềm năng tăng trưởng cao. Thì như vậy thì chúng ta mới thu được những cái dòng tiền lớn trong dài hạn và mới chắc chắn được cái thành quả của chúng ta. Tiếp theo vậy thì năm cổ phiếu tích sản càng dài hạn càng hấp dẫn là những cổ phiếu nào? Thì anh chị hãy chú ý theo dõi đến những cổ phiếu cuối cùng bởi vì đó đều là những cái cổ phiếu không thể bỏ qua Thì đầu tiên đó chính là Phước Hòa Thì chúng tôi cũng khá lan tăn giữa việc lựa chọn Phước Hòa, NTC hay là Đông Phú Bởi vì ba doanh nghiệp này thì cũng có những cái đặc thù gọi là tương đối giống nhau Và với uh, cái tiềm năng, cái triển vọng cũng được đánh giá rất cao Và 19110 Tuy nhiên cuối cùng thì chúng tôi chọn Phước Hòa Bởi vì doanh nghiệp này có những cái yếu tố mang tính chất chắc chắn hơn và có những cái lợi thế mang tính nguồn gốc hơn. Thì ở đây chính là mô hình kinh doanh của Phước Hòa. Với cái quỹ đất khoảng 19.705 ha, trong đó ở Campuchia là 7.630 ha, Việt Nam là 12.075 ha. Thì trong đó thì ở Việt Nam thì bất động sản khu công nghiệp thì là 6.290 ha được chuyển đổi rồi hoặc là đang chuyển đổi hoặc là sẽ chuyển đổi có kế hoạch trong tương lai thì uh, trước năm 2026 dự kiến là 3.864 ha, thì bao gồm Nam Tân Uyên 1, 2, 3 với 967 ha, thì Nam Tân Uyên vừa mới được chuyển cái dự án Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2, tức là Nam Tân Uyên 3, thì hơn 300 ha với thương phẩm gần 2 gần 300 ha, thì mang lại cái kết quả dự báo trong thời gian tới sẽ rất mạnh cho cả NTC lẫn Phước Hòa và Phước Hòa đang nắm 33% cổ 33% cổ phiếu của NTC, do đó là được hưởng lợi ích 33% và khi chuyển đổi bất động sản khu nghiệp cho các công ty này, thì Phước Hòa cũng đã thu 1 đến 2 tỷ một hectare rồi. Sau đó họ lại còn sở hữu thêm cả phần trăm của các doanh nghiệp đó. Rồi là họ sở hữu khu nghiệp Tân Bình, thì với kế hoạch trước 2026 lên đến 1408 408 ha, tức là trong tương lai, thời gian tới 2024, 2025, thì uh, nếu mà hoàn thành được kế hoạch thì họ phải chuyển hàng nghìn hectare cho Tân Bình nữa. thì Tân Bình thì đang được Phước Hòa sở hữu tới 80%. Rồi tiếp theo là VSIP3 thì Phước Hòa sở hữu 20% lợi ích của VSIP3. Thì đây là công ty bất động sản khu nghiệp uh, của Singapore rất nổi tiếng. Việt Nam v Việt Nam Singapore đấy. Rồi tiếp theo là khu nghiệp Tân Lập 1 thì với 202 ha thì Phước Hòa nắm 51%. Ngoài ra thì từ 2026 đến 2030 thì theo kế hoạch là có thể chuyển đổi 2.430 Ờ khu nghiệp bao gồm Tân Bình 3 400 ha thì Phước Hòa sở hữu 80%, Tân Thành 310 ha 12 ha dự kiến sở hữu 100%, Hội Nghĩa thì 716 ha dự kiến 100%, Bình Mỹ 1002 ha dự kiến là 100%. Như vậy có thể thấy rằng về cơ bản Phước Hòa có cái nền tảng gốc kinh doanh là cao su nhưng lợi thế cạnh tranh lại đến từ bất động sản công nghiệp cũng như dòng tiền cũng đến từ đó. Thì cái lợi thế cạnh tranh rất lớn của Phước Hòa ở đây chính là sở hữu quỹ đất lớn, trong đó đặc biệt là quỹ bất động sản công nghiệp lên đến gần 7.000 hecta ở các vị trí đắc địa, hữu hạn và hiệu quả cao. Nếu anh chị có thời gian anh chị lên huyện Nam Tân Uyên chẳng hạn thì anh chị sẽ thấy các cái vị trí đất trồng cao su trước đây của Phước Hòa bây giờ trở thành những cái nơi trung tâm nhất và thành phố mới ở gần ngay đó. Và các cái khu công nghiệp vip 3 cũng như là NTC 2 mở rộng hay nói cái khác là NTC 3 ở các cái vị trí vô cùng đắc địa và tương tự cái phần có thể chuyển đổi thành bất động sản công nghiệp ở những vị trí đắc địa như thế của Phước Hòa còn rất nhiều và đấy chính là cái lợi thế cạnh tranh hữu hạn đặc biệt và rất hiệu quả rất hiệu quả có thể thấy rằng nếu một hecta nếu để trồng cao su thì chúng tôi tính toán một năm có thể mang lại lợi nhuận cho công ty khoảng 15 triệu đồng 10 đến 20 triệu đồng thì trung bình là 15 triệu đồng bao gồm cả sau này thanh lý cây cao su mà phân bổ cho hàng năm đó. Nhưng mà nếu họ chuyển đổi thành bất động sản công nghiệp thì trước tiên họ nhận được tối thiểu 1 đến 2 tỷ một hecta ngay lập tức từ cái việc chuyển đổi. Tức là riêng cái khoản đó thôi nếu gửi ngân hàng với lãi suất 7% thì họ cũng được đâu đó là 70 đến 140 triệu một năm. Tức là gấp khoảng độ 5 lần đến 10 lần so với gọi là trồng cây cao su hàng năm. đấy là chỉ là phần chuyển đổi thôi. còn chưa kể đến đó là phước hòa thường sở hữu một tỷ lệ lợi ích lớn từ cái việc chuyển đổi đó. Chứ họ không chỉ nhận tiền chuyển đổi không. ví dụ như là uh, họ chuyển cho tân vc ba chẳng hạn thì họ sở hữu 20% lợi ích tương đương với một năm họ nhận thêm được khoảng độ 150 tỷ, 150 tỷ nữa mỗi năm. như vậy mỗi hecta họ nhận thêm được đâu đó là 150 triệu một năm. tức là cũng lại gấp 10 lần so với việc để trồng cao su như vậy là từ việc chuyển đổi bất động sản công nghiệp tối thiểu họ sẽ gấp khoảng 10 năm đến thậm chí 25 lần so với việc để trồng cao su hàng năm ngoài ra thì ngoài ra thì nếu mà họ sở hữu toàn bộ chẳng hạn thì chúng tôi tính toán thì một hecta thì thương phẩm đâu đó khoảng độ hơn 700 uh, 7.000 mét vuông thì với cái giá cho thuê ở ví dụ như Nam Tân Uyên 3 chẳng hạn hiện nay là khoảng 140-150 đô một mét. Thì cái lợi nhuận cho mỗi một cái hecta của họ đưa ra ở đây là nên đến khoảng độ 15 tỷ tức là gấp đâu đó khoảng 1.000 lần so với cái việc khai thác mủ cao su mỗi năm từ đó có thể thấy rằng là cái lợi thế chính của cao su phước hòa ở đây là bất động sản công nghiệp chứ không phải là cao su tuy nhiên thì cái phần cao su thì cũng mang lại những cái dòng tiền tương đối ổn định cho phước hòa trong dài hạn vấn đề thứ hai đó là về cái hệ thống quản trị của phước hòa nhiều anh chị cho rằng Phước Hòa là một công ty của nhà nước hệ thống quản trị thì là không được tính đến đúng không kém thì uh, về việc này thì chúng tôi cũng không có phản đối và chúng tôi cũng xin đưa ra theo cái góc nhìn như này vấn đề quan nhất trọng nhất của quản trị ấy, đó là giúp doanh nghiệp có thể phát triển bền vững đặc biệt là chúng ta tích sản dài hạn. Thế do đó với Phước Hòa tuy bộ máy quản trị nhà nước có những cái gọi là điểm yếu riêng ví dụ như là cái độ năng động của họ là không cao này ạ? Rồi là cái mức độ gọi là ra quyết định vân vân của họ là tương đối mất thời gian cũng như có thể là không thực sự hiệu quả. Nhưng ở một cái lĩnh vực đặc thù như bất động sản công nghiệp như cao su thì vấn đề cái việc gọi là có thể thất thoát hay là có thể rút ruột rút lõi là không nhiều. Bởi vì bất động sản công nghiệp cho thuê các doanh nghiệp là có hóa đơn chứng từ rất đầy đủ và vị trí cho thuê giá rất công khai. Thế do đó họ không thể mập mờ được quá đáng kể ở chỗ đó và về cơ bản nếu họ có thể là gọi là có phần nào đó thì nó liên quan đến cái giai đoạn đó là làm cơ sở hạ tầng vân vân thì cái phần đó thì cũng đã gọi là trừ đi rồi có lại cái phần lợi nhuận biên lợi nhuận rất lớn từ cái việc gọi là cho thuê và cái việc cho thuê không giống như bất động sản thông thường anh chị có thể thấy bất động sản thông thường cái lô góc chẳng hạn giá sẽ rất khác lô ở trong giá sẽ rất khác thậm chí gấp đôi gấp ba nhau nhưng mà đối với bất động sản công nghiệp thì nó không chênh lệch một cách đáng kể thế do đó rằng cái việc thất thoát đối với lĩnh vực này là không quá lớn thế do đó rằng là cần nhất đó là chính là sự quản trị ổn định của các cái doanh nghiệp này thì sẽ mang lại bảo vệ cái lợi ích cho cổ đông ở đây thế do đó cái quản trị công ty khi tính toán đánh giá đá cũng cần phải dựa vào đặc thù kinh doanh của các cái doanh nghiệp này còn đối với các công ty bất động sản khu nghiệp xin thưa với anh chị nếu mà ban quản trị là tư nhân thậm chí còn đáng lo ngại hơn rất nhiều bởi vì khi đó họ sẽ chiếm dụng hết cái dòng tiền của doanh nghiệp này bởi vì những doanh nghiệp này có dòng tiền rất tốt họ từ đó làm cho cái lợi ích của cổ đông nhỏ của chúng ta thậm chí còn thiệt hại hơn rất nhiều trong khi các công ty nhà nước thì đã có những cái quy định rất rõ ràng chặt chẽ nếu mà không mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh gần như họ phải đem toàn bộ lợi nhuận để trả cổ tức về ngân sách để lấy ngân sách phục vụ cho mục tiêu phát triển xã hội đó chính vì thế cho nên chúng tôi đánh giá cái hệ thống quản trị kết hợp với cái mô hình kinh doanh của Phước Hòa là được đánh giá rất cao. Tiếp theo là về cái kết quả kinh doanh của Phước Hòa nếu sẽ có thể tăng trưởng dài hạn nhờ việc chuyển đổi bất động sản khu nghiệp cũng như sở hữu trực tiếp các cái khu công nghiệp đó. Tuy nhiên thì cái vấn đề này nó có thể chậm trễ do các cái dự án thông thường ở Việt Nam thì có những cái độ trễ nhất định. Thế do đó là có thể một vài năm nào đó không tăng trưởng nhưng mà sau đó cái phần tăng trưởng sẽ dồn về trong tương lai. Và khi khi đó thì cái tăng trưởng của Phước Hòa thực sự là không hề nhẹ một chút nào. Bên cạnh đó thì cổ tức tiền mặt của Phước Hòa cao do công ty này sở hữu cái lượng tiền mặt khổng lồ và họ luôn luôn sẵn sàng để có thể trả cổ tức hết lợi nhuận của họ. Và cái việc mở rộng các khu công nghiệp kia thì thực sự cũng cần vốn nhưng cũng không phải quá nhiều và cái việc thu xếp là không khó. Thế do đó rằng là Phước Hòa đầu tư trong vòng 10 năm tới thì được đánh giá có cái tính chất gọi là ổn định cao và có cái tính chất gọi là càng ngày càng tăng giá cái quỹ đất sở hữu của của Phước Hòa này càng ngày càng tăng giá anh chị lưu ý nha và càng ngày càng có giá trị đối với những nhà đầu tư tích sản. Tiếp theo cái cổ phiếu thứ hai chúng tôi muốn nói đến đó là PNG của công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Thì thứ nhất là về lợi thế cạnh tranh thì là sở hữu 2/3 nghệ nhân được cấp bằng ở Việt Nam. Đây là đội ngũ tinh hoa rồi đội ngũ thiết kế và marketing của PNG được đánh giá là hiệu quả nhất trong cái ngành bán lẻ trang sức này. Bởi vì đây là những đội ngũ được đào tạo từ các cái nước Um, gọi là tiên tiến như từ Mỹ vân vân và họ là những người trẻ, năng động, tiếp thu công nghệ rất tốt. Thế do đó rằng là bất chấp dịch bệnh giai đoạn những năm 2020 đến năm 2022 thì các cái doanh số của PNG vẫn tương đối ổn định và thậm chí còn tăng trưởng rất mạnh vào năm 2022. Đó là một cái kết quả rất ấn tượng trong bối cảnh các chuỗi đa phần đều giảm mạnh. Về hệ thống phân phối thì rộng khắp cả nước với 50 năm trên 63 tỉnh thành và hơn 368 cửa hàng thì đây là cái số liệu gọi là cũ Tuy nhiên số liệu mới hiện nay đã lên đến khoảng độ gần 400 cửa hàng rồi và hiện nay thì PNG hết cuối năm 2023 thì sở hữu gần 40% thị trường phần mảng trang sức có thương hiệu tại Việt Nam cao gấp 8 lần so với đối thủ đứng thứ hai như vậy đang tiến tới vị trí độc quyền và tiếp theo một cái lợi thế cạnh tranh không thể không kể đến nữa đó là cái ngành nghề kinh doanh này họ sở hữu đó là đá quý đó là vàng bạc Thế do đó là hàng tồn kho của họ về cơ bản là không bị mất giá, thậm chí được giữ giá trị, tăng giá trị theo thời gian. Thì như thống kê của AZFIN Việt Nam thì giá vàng từ năm 2000 đến nay tăng trung bình khoảng hơn 8%, tức là mức tăng cao hơn so với gửi tiết kiệm một chút. Như vậy là bản chất cái hàng tồn kho của PNG gần như không bị ảnh hưởng, thậm chí còn mang lại cái lợi ích cho công ty trong dài hạn. Rồi tiếp theo nữa là cái chất lượng tài chính của PNG thực sự phải nói là rất vững mạnh sau khi có một cái cú xảy xảy nghệ ngã à, đối với ngân hàng Đông Á nơi mà chồng của chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đó chính là ông Bình. Ông Bình làm phó chủ tịch kiêm CEO của cái ngân hàng đó à, đã phải vào vòng lao lý vì cái việc kinh doanh tương đối rủi ro, tương đối rủi ro và bản thân PNG cũng sở hữu mấy trăm tỷ cổ phiếu, tiền cổ phiếu của ngân hàng Đông Á nhưng mà cuối cùng đã phải dự phòng và mất trắng 100%. Thì từ sau giai đoạn đó thì ban lãnh đạo, ban quản trị của PNG đã quyết tâm tập trung hơn gần như toàn bộ vào đó là hoạt động kinh doanh của mình mà không quan tâm đến cái việc đầu tư tài chính hay đầu tư ra các cái lĩnh vực khác và họ chỉ tập trung vào phát triển năng lực cốt lõi của mình. Bên cạnh đó thì họ cũng có một cái sự chuyển biến đó là họ quyết tâm trả nợ vay dần dần và đến cuối năm 2024 này có thể gần về không, tựa nợ vay ròng có thể gần về không. Thì khi đó thì tài sản thì bền vững hàng tồn kho thì giữ giá, nợ vay thì không có. Thì do đó cái rủi ro về hoạt động kinh doanh của công ty này có thể nói là thấp, thuộc dạng thấp top đầu ở Việt Nam. Chứ nó không biến động mạnh như những cái doanh nghiệp bán lẻ điện máy hay bán lẻ hàng tiêu dùng hay bán lẻ uh, thực phẩm vân vân đâu mà nó có sự bền vững rất cao là như vậy và bền vững ở đây phải nói là toàn diện. Và thứ hai đó chính là cái quản trị công ty của PNG thì đây là một trong ba doanh nghiệp hoặc có thể nhiều hơn mà chúng tôi chưa liệt kê được nhưng mà chúng tôi tạm thời thống kê được có một trong ba doanh nghiệp có cái hệ thống quản trị bền vững và hướng đến một cái sự trường tồn. Tất nhiên nói sự trường tồn ở đây là kiểu như là hơi quá, có thể là hơi quá một chút nhưng mà dùng cái từ này cũng rất hợp lý, hợp lý. Bởi vì sao? Bởi vì ở PNG thì họ đã xây dựng được một cái văn hóa doanh nghiệp hướng đến hiệu quả, hướng đến sự phát triển bền vững, hướng đến gọi là khách hàng và khách hàng là trọng tâm và đội ngũ thì được quan tâm đến tức là con người được rất quan tâm và phát triển mạnh mẽ là như vậy. Rồi là bộ máy lãnh đạo của họ thì có sự chuyển giao tốt. Tôi uh, thực sự là cũng ấn tượng với ban lãnh đạo của PNG cũng như hai doanh nghiệp nữa. Tức là họ đã có sự chuyển đổi thành công từ thế hệ F1 sang thế hệ F2 thì cái việc này ở rất nhiều các tập đoàn của Việt Nam là không làm được hoặc một khi làm thì xảy ra rất nhiều các cái vấn đề thì ở P&G đã đang làm được và đào tạo đội ngũ kế cận liên tục để có thể nối dài cái sự thịnh vượng cái sự phát triển mạnh của công ty này thì hiện tại thì đã chuyển giao thành công cho thế hệ thứ hai đó là trước đây thì bà Cao Thị Ngọc Dung Chủ tịch thì kiêm phụ trách tất cả thì sau này thì đã chuyển dịch mảng về quản trị điều hành cho anh Lê Trí Thông để làm CEO. Thì anh Lê Trí Thông cũng như là chủ tịch Dung thì cũng đã xây dựng được đội ngũ nhân sự kế cận rất tốt. Và cái công ty này không phải công ty một người, hai người. Mà công ty này là bao gồm một tập hợp những đội ngũ giỏi, xuất sắc và có hệ thống. Chính vì thế cho nên không phụ thuộc vào một cá nhân nào cả. Thì từ đó mới có thể phát triển một cách bền vững và trường tồn Và đây là một yếu tố rất cần thiết quan trọng trong cái việc lựa chọn các cái cổ phiếu để tích sản dài hạn. Và yếu tố thứ ba đó là kết quả kinh doanh thì của PNG thì AZFIN đánh giá là vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh với cái việc là GP tăng trưởng tốt và tầng lớp trung lưu của chúng ta là cũng tăng nhanh thuộc dạng top đầu thế giới. Từ đó khiến cho cái nhu cầu tiêu thụ trang sức thì trở nên gọi là ngày càng mạnh hơn. Bên cạnh đó thì PNG liên tục chiếm lĩnh thêm thị phần từ các đối thủ cũng như là từ cái hệ thống gọi là không có thương hiệu, từ đó giúp cho công ty có thể tăng trưởng uh, mạnh hơn so với tăng trưởng GDP. Và cái lợi nhuận trên vốn chủ sở của PNG cho dù họ đã giảm uh, nợ vay gần như tối đa thì cũng còn khá cao với cái việc là ROE luôn trên 20%, 22%. Từ đó thì có thể mang lại cái cổ tức cho cổ đông một cách bền vững trong tương lai với tiền mặt do đó là png là một cái doanh nghiệp càng về dài hạn càng tăng giá trị ở đây càng về dài hạn càng tăng giá trị nhé anh chị lưu ý là như vậy tiếp theo công ty thứ ba đó là va tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam thì đây cũng là một cái trường hợp đặc thù riêng thì đầu tiên lợi thế cạnh tranh của va là gì Trước tiên là khẳng định luôn là các cái hoạt động mà VA tự kinh doanh tự mình làm ấy thì không hoạt động nào ổn cả, hoạt động nào cũng kém. Đủ chi tiêu là tốt rồi, đủ chi tiêu là tốt rồi. Nhưng mà cái lợi thế cạnh tranh của VA này nằm ở ba công ty liên doanh hàng đầu trong cái lĩnh vực kinh doanh ô tô xe máy trên thế giới. Ví dụ như Toyota là công ty ô tô lớn nhất thế giới, chiếm thì VA chiếm 20% cổ phần của Toyota Việt Nam và rõ ràng Toyota vẫn là một cái gì đó khác biệt ở Việt Nam vẫn là một cái gì đó hợp với thị hiếu với cái tính bền vững cao của người Việt Nam. Và cái việc và cái phần thứ hai đó là nắm 30% của Honda Việt Nam. Thì Honda là cái công ty cung cấp tới gần 90% thị phần xe máy toàn Việt Nam. Thì xe máy trong tương lai có thể tiêu thụ giảm đi phần nào nhưng cái giá trị lại tăng. Đó là trước đây từ xe số thì sang xe ga đúng không ạ? Sắp tới là những cái xe điện cao cấp thì Honda vẫn là một cái gì đó khác biệt có thể rằng tiêu thụ tương lai giảm đi nhưng giá trị sẽ tăng hoặc là tiêu thụ tương lai xe máy giảm thì ô tô của Honda của Toyota của Ford sẽ tăng đấy cái câu chuyện là như thế bên cạnh đó thì VA cũng sở hữu 25% cổ phần của công ty Ford Ford Motor Ford Motor Việt Nam thì đây cũng là một cái thương hiệu tuy không phải quá mạnh về mảng ô tô ở Việt Nam nhưng cũng là một thương hiệu lâu đời cũng đóng góp nhất định vào kết quả kinh doanh của VA như vậy có thể thấy rằng cái lợi thế cạnh tranh của VA là mạnh nhưng mạnh ở đây là ở công ty liên doanh liên kết chứ không phải là mạnh ở bản thân công ty ý, tự kinh doanh. Anh chị lưu ý là như thế. Và cái chuỗi các cái công ty này thì mang lại lợi nhuận gần như 100% cho VA. Nếu bóc tách chúng ta thì có thể thấy là lợi nhuận tài chính thì mang lại khoảng độ mười mấy 20%, đúng không ạ? Nhưng mà lợi nhuận tài chính lại có từ đâu? Có từ cổ tức của ba công ty này. Đó, thì ba công ty này trả cổ tức về VA có tiền gửi ngân hàng thì có thể coi rằng lợi nhuận của VA gần như toàn bộ đến từ gọi là ba công ty liên doanh này và cái điều này lại liên quan đến vấn đề thứ hai đó là quản trị công ty nhiều anh chị bảo công ty nhà nước thì quan liều lắm rồi này kia lắm rồi ì rồi ạch trì trệ thì vấn đề này thì tôi không đánh giá nhưng mà vấn đề ở chỗ là lãnh đạo của tổng công ty máy động lực việt nam này thì về cơ bản họ ngồi để họ uh, thu cổ tức thôi thì cái điều mà cụ Warren Buffett có chia sẻ một cái rất hay đó là cụ rất thích những cái công ty mà ngay cả một kẻ ngốc cũng điều hành được. Thì ví dụ với cái doanh nghiệp này thì họ sở hữu tới 3% Honda, 2% Toyota và 25% Ford Thì hàng năm họ nhận cổ tức từ khoảng độ 5.000 đến khoảng độ 8.000 tỷ đồng cổ tức và cái tiền gửi này nè. Và cái việc họ ngồi đó quản trị chẳng hạn thì nó rất là dễ dàng và cái câu chuyện ở đây là cổ tức từ những cái doanh nghiệp này về thì nó rất minh bạch rõ ràng và những cái cổ tức này cũng không thể gọi là tuồn ra bên ngoài được thậm chí về cái yếu tố này còn đánh giá thậm chí còn cao hơn cả phước hòa cơ cao hơn cả phước hòa cơ thì do đó chúng ta xem xét cái yếu tố quản trị đây chúng ta cần phải xem xét phù hợp với ngành nghề kinh doanh và rõ ràng với trường hợp này thì thậm chí là với bộ máy là nhà nước còn tốt hơn tư nhân. Bởi vì mấy doanh nghiệp tư nhân thì họ lại tận dụng cái dòng tiền này họ làm đủ thứ rồi họ chiếm dụng rồi vân vân. Còn với doanh nghiệp nhà nước thì với VA đã quy định, họ đã có chiến lược rất rõ, phù hợp với các quy định của nhà nước. Đó là gần như một đó là 100% xấp xỉ 100% lợi nhuận hàng năm công ty mẹ nhận được cổ tức họ sẽ chia chia toàn bộ bằng tiền mặt hết và trong 5 năm qua diễn qua ra như vậy và kế hoạch của họ là như vậy và trong tương lai tất nhiên có thể thay đổi nhưng mà với những quy định nhà nước và cái việc là nhà nước đã thu tiền về thì đây là một cái điều hứa hẹn khá chắc chắn trong dài hạn và chúng tôi tầm nhìn thấy tầm nhìn 5-10 năm nữa thì nó vẫn không thay đổi gì còn vì kết quả kinh doanh của nhóm ở VA thì cũng phải tính toán đến kết quả kinh doanh của ba doanh nghiệp này thì trong đó chủ đạo là Honda rồi sau đó là Toyota thì uh, chúng tôi cho rằng là có thể là không tăng mạnh nhưng mà cái xu hướng trong dài hạn vẫn là xu hướng tăng nhẹ, tăng nhẹ nhưng mà bù lại thì cổ tức bằng tiền thì lại cao và bền vững hàng đầu Việt Nam thì đấy chính là những cái mà giúp chúng ta có thể an tâm tích sản trong dài hạn và càng lâu dài thì cái chuỗi giá trị cái các cái công ty liên kết này của 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 VA lại càng có giá trị cao khi mà quy mô nền kinh tế của chúng ta tăng lên tiêu thụ ô tô của chúng ta ngày càng mạnh hơn anh chị lưu ý lại như vậy nha. tiếp theo cổ phiếu uh, thứ tư đó là công ty cổ phần dược hậu giang vậy thì vì sao dược hậu giang được xếp vào cái danh mục này thì đầu tiên đó là một cái doanh nghiệp dẫn đầu ngành dược việt nam với hệ thống 6 nhà máy đạt tiêu chuẩn 6 nhà máy đạt tiêu chuẩn japan hoặc mu gmp uh, rồi là hoặc là who gmp thì đây là những cái tiêu chuẩn của who là tiêu chuẩn gọi là uh, toàn thế giới còn cái tiêu chuẩn Japan hay tiêu tuyển EU đó là hai tiêu chuẩn rất cao xuất khẩu được rất nhiều các nước trên thế giới. Thì, uh, bên cạnh đó thì Dược Hậu Giang có cổ đông lớn là Taiso Nhật Bản thì hỗ trợ cho công ty này phát triển rất mạnh. Thì ngoài 6 nhà máy đang hoạt động rồi thì uh, Dược Hậu Giang có đang xây thêm một cái nhà máy uh, nữa với cái công suất cũng khá lớn giúp tổng công suất của Dược Hậu Giang có thể tăng khoảng hơn 10%. Tiếp theo cái vấn đề quản trị công ty của dược hậu giang có thể nói là một sự kết hợp xuất sắc giữa ban lãnh đạo người việt là những người am hiểu thị trường và ban lãnh đạo rồi cổ đông ngoại chiếm đa số cổ phần là những người chuyên nghiệp tài năng và có kinh nghiệm hàng đầu ở nhật bản trong cái ngành dược cũng như là có kinh nghiệm xuất ra thế giới rất nhiều đó là một sự kết hợp rất tốt và hiện nay là đang dần phát huy hiệu quả rồi tiếp theo cái dược hậu giang này công ty này thì sẽ tăng trưởng bền vững nhờ vào thứ nhất mở rộng nhà máy thì đang mở rộng cộng với nhu cầu thuốc tăng cao của người dân thì theo tính toán thì tiêu thụ thuốc bình quân Việt Nam là khoảng độ 12 đến 15% trong 10 năm đến 10 năm tới do về WHO và một số các tổ chức họ dự báo. Và trong quá khứ anh chị có thể search Google là anh chị ra cái việc tăng trưởng trong 10 năm qua lên đến 14 15% bên cạnh đó thì ở dược hậu giang thì cũng gặp thuận lợi từ cái cơ chế đấu thầu thuốc mới ví dụ như là cùng thì các cái loại thuốc nếu mà trong nếu mà đủ cùng tiêu chuẩn chẳng hạn cùng loại thuốc mà ở việt nam có 3 doanh nghiệp mà sản xuất được chẳng hạn thì đấu thầu thì về cơ bản là nội bộ đấu thầu với nhau rồi là còn rất nhiều các cái câu chuyện khác nữa như chi phí sản xuất rồi vân vân thì dược hậu giang cũng như là các cái nhà máy dược có tiếng ở việt nam sẽ được hưởng lợi lớn rồi tiếp theo là họ cũng được hưởng lợi nhờ sự phát triển của các chuỗi bán lẻ hiện đại như là long châu như là an khang như là Pharma city như là phano vân vân thì khi những chuỗi này phát triển thì về cơ bản thì họ chú trọng đến cái chất lượng thuốc nhiều hơn thế do đó là cái tệ nạn thuốc lậu thuốc kém chất lượng của các cái hãng sẽ dần giảm đi và những cái thuốc của những cái doanh nghiệp hàng đầu như dược hậu giang sẽ được gọi là tiêu thụ mạnh hơn tốt hơn rồi tiếp theo là đó là cái cổ tức tiền của dược hậu giang đang ngày càng cao với cái việc nợ vay ròng đã về không roe tương đối tốt mở rộng rồi thì trong tương lai thì cổ tức của doanh nghiệp này sẽ cao thì có thể thấy rằng cái ngành dược bản thân nó đã rất bền vững rồi quản trị lại tốt lại đang dẫn đầu ngành tài chính tốt mở rộng tốt các cơ chế đấu thầu thuốc vân vân tốt thì từ đó cho thấy là trong năm 10 năm nữa thậm chí 10 năm nữa thì dược hậu gia vẫn là một cái doanh nghiệp giá trị ngày càng tăng mạnh mẽ theo thời gian đó chính là dược hậu giang và phù hợp với việc tích sản cổ phiếu dài hạn tiếp theo ri cơ điện lạnh thì uh, vì sao lại lựa chọn doanh nghiệp này? Thì thứ nhất là hai mảng kinh doanh chính chiếm hơn 90% lợi nhuận là cho thuê bất động sản văn phòng và tiện ích, tiện ích ở đây bao gồm điện, nước. Thì cái mảng bất động sản cho thuê văn phòng thì Ri sở hữu số lượng diện tích cho thuê văn phòng chắc là thuộc dạng cao nhất Việt Nam ở cái phân khúc gọi là được xếp hạng, xếp hạng tức là ABC đấy. Thì của um, cơ điện lạnh chủ yếu là hạng B hạng B với cái diện tích tính hết năm 2023 đầu bốn khi đưa vào e thao 6 thì có thể đạt gần 180.000 m2 tức là với rất khủng khiếp luôn đấy thì mang lại doanh thu lợi nhuận và dòng tiền hàng năm đều đặn và bền vững và rõ ràng đây là một lĩnh vực thiết yếu cho cái bối cảnh kinh tế của chúng ta tiếp tục tăng trưởng thì cái nhu cầu văn phòng chất lượng ngày càng tăng cao đặc biệt là FDI nhiều doanh nghiệp mở rộng ngày càng nhiều hơn thế do đó rằng nếu mà chúng ta nhìn vào lịch sử cho thuê bất động sản từ năm 2002 của Ri có thể thấy là giá cho thuê của họ cũng tăng đều đặn hàng năm tăng đều đặn hàng năm và mang lại những cái lợi ích rất cao cho cái công ty này. Bên cạnh đó thì những cái mảng những cái miếng bất động sản mà xây uh, văn phòng ấy thì đã đều là sở hữu của Ri cả. Thì những cái miếng này thì đều sở hữu lâu dài và giá trị bất động sản đó thì được tăng giá theo thời gian khủng khiếp. Nếu như so với cách đây hàng chục năm thì giá cũng đã tăng chục lần và định giá các cái khu đất ý, thực sự là người ta đưa ra định giá lên đến hàng tính hàng tỷ đô chứ không phải là nhỏ. Thì riêng cái việc định giá đó nó đã cao hơn cái vốn hóa của toàn bộ cái công ty Ri này. Rồi còn mảng điện nước thì chúng ta có thể nhìn thấy mảng năng lượng ở đây. Thì Ri đâu có sở hữu hàng vài chục thương hiệu. Ở đây thì họ là công ty con hoặc công ty liên danh liên kết. Đúng không? Rất nhiều các cái công ty nổi tiếng. Ví dụ như là vĩnh Sơn Sông Hình lớn nhất chẳng hạn là công ty con của Ri. Đúng không? Thủy điện miền Trung, miền Nam rồi rất nhiều các cái thủy điện khác. Bên cạnh đó thì Ri cũng đầu tư thêm vào đó là các cái nhà máy điện gió rồi điện mặt trời. Rất nhiều từ đó thì đa hoạng hóa được cái danh mục điện và rõ ràng cái nhu cầu điện của Việt Nam đang ngày càng tăng mạnh và cái lợi nhuận từ điện này là bền vững nhất và thậm chí còn có thể tăng trưởng tốt trong dài hạn nữa cơ thì đấy là về điện còn về nước sạch thì rõ ràng chúng ta nhận thấy kinh tế tăng trưởng phát triển thì người ta dùng nước càng nhiều hơn nước sạch càng được chú trọng hơn và nếu như trước đây thì chỉ tắm bằng gọi là xô sơn chẳng hạn cái xô 20 lít rồi sau đó thì nâng lại chậu nhôm liên xô là đầu tiên đúng không xong xô sơn rồi bây giờ thì sau đó thì vòi hoa sen rồi sau đó thì là bồn tắm thì trước đây bể bơi rất ít thì bây giờ lại bể bơi rất nhiều thì như vậy cái nhu cầu nước sạch vẫn đang gia tăng mạnh và giá nước sạch ở Việt Nam đang rất thấp và dự kiến có thể tăng trưởng tốt trong dài hạn từ đó cũng mang lại cái lợi nhuận tốt cho RE. và như vậy là các cái tài sản này có thể thấy càng dài hạn thì giá cho thuê càng tăng giá trị của nó càng tăng cho do, do, đó là cái việc tích sản dài hạn những cái công ty mà có những cái sản phẩm mà ngày càng tăng giá như này thì nó sẽ gọi là có giá trị ngày càng tốt tầm nhìn 10 năm tới là hoàn toàn có thể rồi cùng với PNG FPT thì đây là một trong số ít các doanh nghiệp có bộ máy quản trị có tính bền vững trường tồn ở Việt Nam à, thì vì sao lại vậy thứ nhất là chia sẻ đó là nếu mà chủ tịch của họ hay tổng giám đốc của họ mà có nghỉ thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến công ty thì đấy là thể hiện được một cái bộ máy quản trị tốt đấy chứ không phải là bộ máy quản trị tốt ở đây là ông lãnh đạo ông ấy quyết được tất cả và ông ra đi là công ty sụp thế là không ổn rồi đấy là quản trị kém đấy là quản trị kém quản trị tốt ấy phải là người xây dựng được một cái hệ thống bộ máy mà không phụ thuộc vào một ai thì từ đó nó mới có tính chất có thể trường tồn và ri cũng đang gọi là đào tạo những lớp kế cận và chuyển giao khá là tốt trước đây thì bà mai thành cũng như bà dung của PNG thì bà Mai Thanh của Ri thì cũng là kiêm cả chủ tịch và tổng giám đốc là linh hồn của công ty nhưng dần dần thì ban quản trị của họ cũng đã đào tạo các cái đội ngũ kế cận và kế thừa ngoài ra thì họ cũng tách các cái mảng kinh doanh này thành các cái gọi là SUV riêng đơn vị riêng thế thành ra là họ cũng giao cho uh, quyền cho những cái nhân sự ở đó từ đó giúp họ trưởng thành hơn họ phát triển hơn và đứng vững hơn do đó không phụ thuộc vào quá nhiều vào một cá nhân chính vì thế cho nên là cái tính quản trị trường tồn của họ có thể gọi là nói là có thể có cơ hội được trường tồn và đây là những cái doanh nghiệp được đánh giá rất cao rất cao anh chị nha thì đấy là về cái quản trị rồi tiếp theo về cái tăng trưởng thì ezfin đánh giá tất nhiên là ri thì phụ thuộc khá nhiều vào cái việc liên quan đến gọi là nước tức là cái uh, Nalela hay là elilo tức là cái thủy văn ấy thì khi nào thủy văn tốt thì mảng điện lợi nhuận cao khi nào thủy văn xấu thì mảng điện lại lợi nhuận thấp một tí Tuy nhiên nếu tính chung thì nó là một cái xu hướng xoáy trôn ốc đi lên Tức là giá văn phòng thì ổn định và tăng Giá điện, giá nước dần dần cũng sẽ ổn định và tăng đó thì đấy là câu chuyện đó ngoài ra thì ri cũng liên tục tái mở rộng với các dự án từ đó giúp cho cái tăng trưởng kết quả kinh doanh khá bền vững thì cái hiệu quả kinh doanh trên vốn chủ sở hữu của ri có vẻ như thấp nhất trong năm doanh nghiệp này nhưng mà nó lại có sự bền vững và vững mạnh nhất định và các cái tài sản của nó đều tăng giá rất tốt phước hòa thì tài sản đất bất động sản công nghiệp tăng giá đúng không ạ đúng không ạ PNG thì tài sản của họ chính là hàng tồn kho vân vân tăng giá đúng không ạ đó vân vân cái thứ rồi là VA thì những cái gọi là công ty đa quốc gia những công ty hàng đầu thế giới kia thì họ đang hoạt động trong một môi trường tăng trưởng mạnh thì họ cũng có cái sự tăng giá ngoài ra thì cái lãi suất xu hướng giảm thì chính những cái dòng tiền của VA sẽ là tăng giá đúng không ạ dược hậu giang thì uh, vững chắc vị thế đầu ngành và ngành dược là một ngành ổn định tăng trưởng mạnh tăng trưởng ổn định lại còn mạnh được Thế thành ra là nó cũng ngày càng tăng giá và ri cũng cũng như vậy anh chị nhá. Còn về cổ tức của ri thì có thể là có năm có năm không nhưng mà nếu năm không thì họ là dồn lực vào cho mở rộng để năm sau có thể lợi nhuận cao hơn. Thành ra chúng ta cũng không phải lo về cái chuyện này. Và trong dài hạn thì cái cổ tức của ri dự kiến sẽ tăng trưởng khá tốt và ri còn được mệnh danh là A.Z.Vin cho rằng đây là một bức sai hathaway thu nhỏ của tỷ phú Warren Buffett thu nhỏ nhé. Tất nhiên nó không phải bức sai hathaway rồi nhưng mà nó là một phiên bản thu nhỏ với việc sở hữu hàng hàng chục, hàng vài chục công ty có cái sự triển vọng kinh doanh ổn định, bền vững, mang lại dòng tiền tốt. Đó, mang lại dòng tiền tốt. Thì trên đây chính là 5 cổ phiếu tích sản 10 năm, giá trị ngày càng tăng gửi đến các anh chị tham khảo. Tuy nhiên tiếp theo sẽ là gì? Thứ nhất chúng ta lựa chọn được đặc điểm, đặc điểm phù hợp rồi. Nhưng mà để mà có thể tích sản được 5-10 năm thành công thì rồi tiếp theo chúng ta phải hiểu sâu về mô hình kinh doanh như thế này. Còn nếu các anh chị chỉ nghe không ấy thì đến nữa các anh chị dễ quên lắm. Và người ta lại nói ra nói vào khi cổ phiếu điều chỉnh thì các anh chị sẽ mất hàng. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là các anh chị phải hiểu được định giá cổ phiếu của các doanh nghiệp. Ví dụ đây là những doanh nghiệp đáp ứng đủ các tiêu chí bền vững, nhưng mà giá cao quá chẳng hạn thì mua vào thì chúng ta lại không có lợi nhuận cao, không có lợi nhuận đáng kể. Thậm chí mua vào cao quá khi nó sụt giảm mạnh 3 4 50% thế là chúng ta cắt lỗ, thì cuối cùng chúng ta lỗ rất nhiều đúng không ạ và và cuối cùng đó là chúng ta cần phải có chiến lược phân bổ danh mục hợp lý trong tổng thể cái việc quản lý gia sản tức là các anh chị phân bổ vào bất động sản bao nhiêu phân bổ vào vàng bao nhiêu phân bổ vào tiền gửi bao nhiêu phân bổ vào đầu tư tài chính bao nhiêu trong đầu tư tài chính lại phân bổ vào cổ phiếu bao nhiêu phân bổ vào cái vấn đề gọi là liên quan đến tối ưu nguồn vốn hỗ trợ lãi suất bao nhiêu để làm sao mà khi giá cổ phiếu tăng thì có bán bớt cổ phiếu chuyển dịch sang được cái dòng tiền cố định và khi lại cổ phiếu giảm sâu thì chúng ta chuyển bớt cái dòng tiền cố định sang mua cổ phiếu giá rẻ từ đó luôn luôn có được cái sự an tâm trong đầu tư và hướng đến cái việc xây dựng được một cái dòng tiền bền vững thì để có thể tự do tài chính thay vì lo lắng thì tất cả những cái uh, nội dung tiếp theo này như là hiểu sâu về mô hình kinh doanh định giá cổ phiếu các cái doanh nghiệp và chiến lược phân bổ danh mục thì có trong một phần trong cái tích sản cổ phiếu vn này thì anh chị có thể tham gia cộng đồng tích sản hoặc là anh chị có thể tham gia đầu tư giá trị vàng thì ở đó thì có định giá và phân tích chuyên sâu từng cổ phiếu để các anh chị biết được giá trị của những cái cổ phiếu này là như thế nào thì trên đây chính là những nội dung chúng tôi muốn gửi đến các anh chị trong cái phần 11. Vậy thì cái bài tập cho anh chị là anh chị hãy đánh giá về năm cổ phiếu này như thế nào. Và anh chị thích cổ phiếu nào nhất? Vì sao lại thích? Hãy để lại comment để chúng ta cùng nhau trao đổi với nhau và xem phim hỗ trợ được phần nào cho các anh chị. Xin chúc các anh chị thành đạt và hẹn gặp lại các anh chị ở nội dung thứ 12.